Và chào mừng quý vị khán giả cũng như các bạn đang có mặt tại sân đá trung tâm thành phố Tam Điệp. Chúng ta sẽ tới với trận thi đấu cuối cùng trong giải bóng đá League 2 thành phố Tam Điệp năm 2023. Trận thi đấu được diễn ra giữa đội bóng FC Xi Măng và cầu thủ FC Mobi. Kevin Phương số 17, Trịnh Sinh số 15 vẫn liên quan tới những vị trí cạnh tranh tấm huy chương, nhưng nó sẽ liên quan tới những vị trí. Văn Hiệp và dứt điểm. Phương Hầu sẽ tham gia được trận đấu chung kết với cả cộng của trường 13. Đánh đầu không vào, người vào trận bóng cuối cùng đó là Sinh Dâu Quay Nón. Đây rồi, vậy là Trịnh Sinh đã có bàn thắng rồi. Quyết định không cạo râu là một quyết định đúng đắn của Trịnh Sinh. Vậy là với bàn thắng này thì Xi Măng họ đã vươn lên được vị trí thứ 7 rồi, một vị trí an toàn trên bảng xếp hạng. Ghi bàn của Thành Côn và tỷ số được san bằng 1-1. Chúng ta vừa nhìn thấy một siêu phẩm được vẽ ra trên sân đá trung tâm thành phố Tam Điệp. Tỷ số được quân bình là 1-1 với pha ghi bàn của Thành Côn. Trận đấu đang khá hấp dẫn. Dứt điểm. Quay! Lại là một siêu phẩm tiếp theo của Thành Côn. Tình huống dứt điểm quá khó của Thành Côn, bóng đã chạm vào mép trong của xà ngang và dội vào khung thành của thủ môn Tấn Sơn. 2-0. Xin lỗi, 2-1. Thành Côn ngày hôm nay đang liên tục tạo ra được những siêu phẩm ở trên sân. Đây rồi, chữ Việt Tiêu. Cuối cùng của League 2 khép lại với một tỷ số đẹp mắt dành cho Mobi.